Chỉ trong vòng một tuần qua đã có trên 9.000 lượt bệnh nhân mắc bệnh đau mắt đỏ đến khám và điều trị tại Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh, tăng tới 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi ngày khoa khám bệnh tại Bệnh viện mắt phải tiếp nhận từ 300 đến 350 bệnh nhân, cao điểm có ngày phải tiếp nhận tới gần 500 ca nhiễm bệnh đau mắt đỏ. Tôi ghi nhận cái số lượng khám trong 2 tuần vừa qua tăng khoảng 30-50% so với những tuần trước đó, thì cũng như hàng năm vào cái dịp chuyển mùa, đặc biệt là cái cuối mùa mưa thì dịch đau mắt đỏ thường bùng phát. Lần này thì cái dịch đau mắt đỏ nó lan tràn ra cả những cái tỉnh lân cận đồng bằng sông Cửu Long. Bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc cấp, bệnh thường đi kèm với các triệu chứng viêm họng, viêm hạch trước tai. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây lan qua tiếp xúc, nói chuyện, tay chân tiếp xúc với vật dụng của những người bị bệnh. Hầu hết bệnh nhân đến bệnh viện khi bệnh đã nặng. Tôi thấy mắt nó đỏ, thành ra đến tiệm thuốc Tây, nói mấy cô mà bán thuốc, cổ chỉ hướng dẫn đi này, hai thứ này, một này rửa, này nhỏ. Nhưng mà vẫn không hết, ba ngày rồi, bây giờ tôi mới đi đến bệnh viện mắt. Còn tại một số địa phương vừa chịu ảnh hưởng của cơn bão số 8 như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ đã ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, cũng làm gia tăng số người mắc bệnh đau mắt đỏ. Theo các chuyên gia y tế, bệnh đau mắt đỏ có thể phòng và tránh lây lan qua việc giữ vệ sinh sạch sẽ và hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Ở nhà trường thì các trường học thì cho bé phải rửa tay trước khi chơi, rồi trước khi ăn, rồi trước khi đi vệ sinh, rồi ví dụ như mà cái bạn nào mà có dấu hiệu mà đau mắt thì phải cho bé nghỉ ở nhà để mà cứ phòng tránh lây lan. Trong khi bệnh đau mắt đỏ đang phát triển thành dịch, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế đi đến những nơi đông người, tránh tiếp xúc với khói bụi. Người bệnh có thể dùng những loại dung dịch sát trùng nhẹ như nước muối sinh lý để vệ sinh mắt. Tốt nhất khi có triệu chứng mắc bệnh thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị hợp lý.